Đây là món Halo Halo nha. Món nổi tiếng nhất của Philippines. Món tráng miệng á. Hai đứa đang ăn ở trong Chowking, chuỗi cửa hàng Chowking. Thấy các bạn muốn không? Ăn không hết thì mang về. Ướp hai cái khăn luôn. Ngon. Để. Đây có ice cream ở trên hả? Xung quanh là cái gì vậy? Cái này là thạch. Còn cái này là gạo. Gạo rang. Giòn giòn ấy. Wow, đủ đủ chưa đi? Đủ không? Cái đó giống bánh flan quá. Ủa nhìn cũng ngon mà. Đó, đẹp quá hả? Ngon. Không vậy? Bim hả? Đầu rồi ở trên là kem ha. Cái gì nó còn bỏ ở trong. Wow. Nhìn hấp dẫn quá hơn, màu sắc đẹp quá. Ở dưới cái gì nữa nè. Nó bỏ nguyên ly bự nữa nè. Nhìn ly nhỏ. Ly nhỏ hai người ăn là được. Ly nhỏ nó bán 50 peso. Đại khoảng hai mấy ngàn hả? Còn 20 ngàn, 21 ngàn hả? Rẻ quá không? 21 ngàn. Ngon chứ? Bánh flan. Cái giòn giòn á. Bánh flan á. Ở dưới nó cái gì nữa vậy? Bắt đầu thấy ngán rồi nha. Lành lành đó hả? Giống như chè ở mình đó. Chè đậu đen. Ngon. Nó nhiều lớp lắm nha. Ngon. Cho miếng chè coi. Dưới cá thêm nữa. Wow. Ở dưới thì nó sẽ đá bào với lợn. Đây là đá. Đá bào với sữa. Ngon. Đủ rồi. Ủa khúc trên thì thôi hả? Khúc dưới cái gì hả? Hình như phải trộn lên theo cái này nè. Nó có trộn đâu mà trộn. Phải trộn lên á. Ở dưới chế không à? Hả? Trộn lên giống như chè á. Trộn lên. Khô lạnh quá. Phải trộn lên mới đúng. Hai đứa không biết. Trộn lên. Ở dưới là đá với sữa mà đúng không? Trộn lên. Quậy lên, quậy lên. Wow. Lạnh quá. Được quá. 5 phút là hai đứa tiêu giọt rồi tiêu diệt cái ly này xong. Được quá. Wow, bự vậy. Lạnh quá. Wow. Nó tôi lạnh quá. Em lạnh nhức đầu luôn á. Chỗ nào nóng hả? Hả? Bên đây nó nóng hả? Ôi lạnh quá. Wow.
Ở dưới đây nó xay giá nè, với lại đậu ha. Đậm nhức đầu luôn rồi. Mày hồn kêu đi nhỏ, kêu đi lớn đó, hai đứa ăn dằm mặt luôn. Hả? Bên kia nó kêu cái ly lớn đó. Dạ. Xúc lên, xúc lên. Wow, cục đá bự quá vậy. Rồi, sạch trơn nha. Cuối cùng kết thúc xong món hello hello. 6 phút rồi mà hai đứa vẫn ăn chưa hết. Trong đây có thạch nè, đậu nè. Đó, đầy đủ nó ghi nè, thưa quý. Còn có ice cream nè. Nè, có Philippic nè. Có Gabanchot nè. Có Natade Coco nè. Có banana nè. Wow, nhiều quá không. Bên đây nó có Lanka nè, Bentang Jelly nè. Nói chung là giống cái chè bên Việt Nam mình đó, nhưng mà nó làm đẹp hơn. Vâng. Wow. Bị bản.